Xin chào toàn thể anh em nhé. Đó thì hôm nay mình tiếp tục làm clip này. Thì hôm nay mình có mua được hai con chim, mình quay cho anh em xem ấy. Thì anh em đọc tiêu đề video anh em biết hôm nay mình mua hai con chim gì rồi. Đó đây chính là hai con chà mào nha anh em nhé. Mình vừa mới mua về anh em. Đó thì mua không có túi đựng, người ta mình mua của người quen, người ta cắt cho mình cái hộp bìa cắt tông để mình đựng tạm luôn. Nhà mình với nhà này cũng gần luôn. Đó, anh em chim rất là khỏe, anh em nhìn nó dẫy không? Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ ra nhá. Đây mình có chuẩn bị hai cái lồng anh em. Nó hai cái lồng chim này của mình cũ lắm rồi. Đó nhưng mà bây giờ đây chim bổ mình cứ rút tạm đây, khi nào mình sẽ thiết kế cái lồng nó đẹp hơn xong. Đó. Bây giờ mình bắt ra anh em nhé. Đây có chuẩn bị kéo rồi. Đó, con này phải cẩn thận chứ nó sống mất ngay ấy. Tiến hành bắt ra. Nó đậu cả vào tay mình. Đấy, dụng hết cả lông. Ok anh em nhá. Đây mình lấy kéo đè này. Đó, mình đã bắt được ra con đầu tiên này. Dụng hết cả lông rồi. Thì mình mua là chà mào má trắng anh em nhé. Bây giờ là tháng 11 anh em ạ. Thì mà bây giờ vẫn còn chà mào má trắng luôn anh em ạ. Đó anh em xem này. Mắt méo anh em nhé. Đó anh em nếu mà chọn chim anh em cứ chọn con nào mắt méo thì tỷ lệ trống nó sẽ cao hơn. Đó, mắt méo rồi. Lông lá thì vẫn anh em lông lá vẫn ok, có mỗi cái mặt thì hơi xước tí thôi. Đó nhưng theo mình thì cái tỷ lệ chim bổi đấy, chà mào bổi mình bẫy về thì giữ được cái phần lông mặt này mà nó không xuất sát thì cũng hơi khó. Mà theo mình đây nó là chim ma trắng ấy, thì kể cả nó có xuất một tí thì về sau nó cũng thay lông thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì cả anh em nhé. Nó trước mình nuôi nó còn có những con nó xuất nó chảy máu, nó đóng vảy ở trên cái phần mặt này, nhưng mà nó về sau nó vẫn bong vảy và nó vẫn mọc lại lông bình thường nhá. Đó đây nó đang cũng chuẩn bị đang thay lông nha, cái phần lông nhạt này nó vẫn lông đầu nó nhá, còn cái lông mà đậm hơn tí khả năng là lông thứ hai anh em ạ. Nó đang thay, mình kiểm tra móng em còn đủ không. Móng chân vẫn đủ cái anh em nhé. Nếu anh em đi chọn chim thì anh em lên xem mà móng miếng có đầy đủ không, chứ không có tật lỗi là chơi nó hơi xấu anh em. Đó. Đây con đầu tiên anh em nhé. Đó, con đầu tiên thì mình rốt nó vào cái lồng vuông này. Lồng này mua lâu lắm rồi, cũng là lồng sắt vụn anh em ạ. Trong này cái lồng này mình mua được phải đến 75 anh em nhé. Đấy. Đó con đầu tiên anh em nhé. Không dám xuống được đậu cầu hạ đậu anh em. Đó. Thì nhà người ta rút đây là người quen, người ta cũng không phải là kiểu bán nhiều chim, người ta chỉ thỉnh thoảng người ta rảnh người ta đi bẫy thôi. Nó nhà chắc chỉ được tổng khoảng gần chục con má trắng này thì mình vào mình lựa hai con. Đấy. Đó chim đầu tiên mới rốt kiểu đang từ rốt lồng tập thể mà tách ra lồng riêng từ con một này, trông có vẻ hơi dạn tí thôi anh em ạ. Chứ thực ra là chỉ đến 1 2 hôm sau là sẽ rút lồng anh em nhé. Mới ra nó lạ đấy anh em ạ. Mới cả mình cho vào cái hộp này. Đó nó rút thì nó cũng yếu chim nên là con chim nó cũng hơi yếu, hơi mệt, nó không nhảy mạnh đâu. Đó thì bây giờ mình tiếp tục mình bắt con thứ hai anh em nhé. Bây giờ tháng 11 rồi mà má trắng vẫn là chim má trắng em. Tầm này thì chim ngon hết rồi anh em nhé. Mùa chào mào thì chỉ từ theo mình bắt đầu, nếu cứng mùa là từ tháng 4 đến tháng 7 anh em nhé, khoảng 3 tháng là bắt đầu mùa chim nó rộ anh em.
mình bắt con thứ hai anh. Có hai con này thì mình mua giá rẻ 50.000 một con thôi, hai con là 100.000 anh em. Đó, thích thì mình mua không quan trọng. Quên mất. Vừa lấy mình sơ ý mình cầm chân con chim anh em đấy. Nếu bắt chim này anh em cầm này không nên cầm chân nhá. Vừa lấy tại mình sợ nó sỏ mình cầm chắc vào chân quá. Vì chân con chà mào nó rất là yếu. Nếu mà mình cầm chân nó dãy là dễ gãy chân anh em nhé. Hơi sơ suất một tí thôi. Đây anh em này. Con này sất mặt nhưng mà đang ra một tí má đỏ anh em này. Đó. Đó anh em nhìn thấy không? Một tí má đỏ thôi. Mắt cũng méo anh em ấy. Nếu mà theo mình mà để chọn chim chào mào chống mái thì cực kỳ khó luôn em ạ. Nó mình chỉ chọn theo xác suất thôi. Nó cứ mình theo mình tìm hiểu trên mạng ấy, thì là cứ con nào mắt mà méo thì mình chọn thì tỷ lệ chống cao. Con này trông lại hơi tròn anh ạ. Đó. Mặt cũng sắt sắt sang em. Mình xem móng này. Móng đầy đủ anh em. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thả cái con chim này vào cái lồng xanh em nhé. Đấy, bắt đầu rúc anh em. Đấy, nó chỉ một lúc thôi. Cái con này thì vẫn là má trắng, con này thì lên một tí má gọi là một hai sợi đỏ thì người ta gọi là má lỡ anh. Rút qua anh em, con này rút. Rồi anh em xem cho mình hai con thì con nào hơn. Theo mình thấy con ở lồng tròn lồng xanh ấy, thì bộ nó to hơn anh em nhé. Còn con ở lồng cái lồng đỏ này, lồng vuông ấy, thì bộ nó hơi bé một tí. Mình cũng không biết chim này đã vào cám hay chưa. Nó nhưng mà vào cám chào màu má trắng thì cực kỳ dễ nha anh em. Anh em chỉ cần một quả chuối mới trộn cám mà chỉ nhanh thì khoảng một hôm nữa. Lâu lắm thì cũng chỉ tầm khoảng đến một tuần sẽ vào cám. Nhưng mình vào thì nhanh chỉ một hai hôm là sẽ vào cám cứng rồi. Nếu hôm nào rảnh thì mình cũng sẽ làm một clip vào cám cho anh em xem nhé. Chim này theo mình vào cám bởi vì trông mặt xước này nó nguôi lâu rồi. Đó. Hai con ấy. Ok thì đấy rát quá nhỉ. Bây giờ mình tí nữa mình sẽ dọn sửa lại cái lồng này cho nó sạch sẽ ăn tí, mình phải chùm áo lồng anh em. Đây anh em, mình có quả chuối này, mới về mình cho ăn chuối này. Đó, cắt làm đôi mỗi con một mỗi con một mẩu chuối anh em. Cũng rít hang lên em. Đây chỉ là gọi là nó rít thôi chứ nó không rít sợ đâu, chứ không phải nó hoắt. Cho tặng một quả một mẩu vào đây. Có một mẩu chuối vào đây anh em. Sang này cho một mẩu nữa. Nó mình thì mình rất thích nuôi chim chào mào anh em. Vì cái dòng này nó nuôi rất là dễ luôn. Nhà mình thì không mấy khi mình phải mua cám đâu. Vì nhà mình rất nhiều hoa quả. Chim này thích ăn là chuối anh em. Cứ cho chuối mà nó ăn mạnh lắm. Hai con này đều rực máu hết anh em.
con mình theo mình thích cái con ở lồng tròn này hơn anh em, nhìn nó theo mình thì nó nhìn nó đẹp hơn con ở lồng vuông này. Đấy, ngon đấy. Má trắng này nếu mà anh em mà có kiểu chim mồi ấy, những con chim già mà nó hót hay ấy, thì để cạnh cho nó nghe hót là nó sẽ học được giọng, bọn này nó học rất là nhanh anh em nhé. Hoặc không có thì anh em có thể lên trên mạng, trên YouTube ấy, anh em gõ là chào mèo luyện giọng cho mèo ấy, thì có những cái video anh em bấm vào mỗi ngày anh em cho nghe tầm khoảng 30 phút nữa thì nó sẽ học giọng rất là nhanh. Con này đói, anh em nhìn này, nó nhìn chuối, nó bắt về chắc đói, thèm rồi nhưng mà vẫn chưa dám xuống ăn anh em. Đó, tại mình đứng đây nó hơi sợ tí. Đây, phóng gần lên xem. Đó. Đây con này anh em nhìn này. Đấy, ăn rồi đấy. Ăn cái nữa đi. Ok anh em nhé, thì bây giờ video lên đây mình xin kết thúc nhé. Mình cảm ơn anh em đã xem video mình. Anh em nếu thấy video này hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và có thể theo dõi được nhiều video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.